chợ đó. Trời ơi, chị kể. Tí Nhung, Tí Nhung. Ủa anh kể chưa? Hả hả? Anh kể chưa? Không, vậy em kể đi. Bây giờ em kể. Lý do. Bây giờ phải em kể mới đúng. Ừ. Cái sự tình là như vậy, là hôm qua là anh Trí là anh chở em đi đi Đồng Dao hết. Xong rồi như thói quen của em thường ngày á, mấy tháng trước á là em đi ra em sẽ em hết xong em đi đặt xe em về luôn. Thì hôm nay em cũng theo thói quen đó, em tạm quên anh Trí và em lên xe rồi thì em mới nhớ, ủa hồi nãy anh Chí chở mình đi mà ta. Sao giờ mình đi đâu? Ờ em nghĩ gì luôn. Em có suy nghĩ gì sao mà tự nhiên em mới nhớ tới là mới gọi là anh. Em biết không là em gọi anh đó. Em có tin không là em gọi anh mừng lắm biết không? Tại vì lúc đó là còn 15 phút nữa là 12 giờ. Mà anh em gọi anh thì anh nói ủa để anh chạy qua anh đón em á. Em mới kêu là khỏi khỏi đi. Ủa sao vậy? Là sao? Là cuối cùng đó là cả nhà biết là Tuấn Nhung quên em ở bên quận 2 cả nhà. Trời ơi chịu nổi. Anh thắc mắc cái chuyện gì đó. Và hôm nay Tuấn Nhung kể cho cả nhà nghe rồi thôi. Chắc nó biết tính xuống này là mình đem lại Tuấn Nhung ba lại đây đúng không? Anh có đem kẹo không? Đó. Giống em luôn rồi đó. Sao vậy? Là anh kể cho em nghe hồi nãy phải không? Thì là Thiên Nhân nói là em qua tới nha. Cái xong cái là Thiên Nhân anh trả lời Thiên Nhân qua đi em. Thì anh chọn một cái chai của Thiên Nhân ra rồi. Đúng không? Rồi một bịch kẹo. Cái xong cái Thiên Nhân nói em tới rồi anh xuống đây. Ừ thì anh xuống cái anh bỏ anh chạy luôn. Anh chạy thì anh quên em đem thêm máy quay nữa chứ. Cái anh xuống thì chạy lại chạy lên lấy cái máy quay cái chạy luôn mà quên thấy mà coi như là để sẵn là một quên thôi để mời giờ là Thiên Nhân hôm nay nhịn không còn nào nữa anh đã được ăn cái nào đâu ơi cho Thiên Nhân cùng đi hôm qua chị đem lên thùng trà đó vẫn đang mất ăn nha không biết là còn nữa hả rồi còn anh sợ đó là để hai em ăn mà tại hôm qua anh có lấy cái ngưng mà để đem cho đem đi hai em ăn thì đã đời cũng quên luôn. Dạo này covid nặng quá ha. Cái người với một chiếc xe chần chần chà bá rồi còn quên nó chỉ nói chuyện mình kẹo. Xong em nói là chắc anh nghĩ là ông tài xế chắc ông cũng ngồi cũng cười. Quên quận 2 nó mới đâu luôn chắc. Nhớ là hôm nay anh chở em xuống chứ không phải đi ráo nha. Không, hôm nay ở về đừng có bắt ráo được mà. Ở đây không có bắt ráo. Quên cũng không kẹo đó anh mua đâu vậy? Không biết bữa đó chị đi anh sẽ kẹo sao. Thấy cũng ngon, ở trong nó cũng có nhân nữa. Hình như hôm qua chị có ăn. Chị có ăn xong anh chị kêu là ôi kẹo cái này có ai ngon hết trời luôn nè. Cái gì kẹo đó. Kẹo cho sữa. Anh Chí ơi nè, của anh Chí ơi đó. Trong là hôm qua anh đạp phát cho người đến tới nhà có 20 phút. Đạp thẳng về nhà luôn. Chạy lại. Nãy anh mới chở Ngân đi rửa xe. Rửa xe tự động 3 phút xong ngồi đi xe nữa luôn. Cho Ngân cảm nhận được là rửa xe tự động nó đẹp như thế nào mà xe nó sạch như thế nào. Chắc rửa bao giờ chưa? Nước ngoài phải không? Này em rửa ở nước mình. Đúng rồi. Bên đây qua bên kia là xong. Có nói còn đó không anh? Có còn sót như nào? Có mền có bịch mà nó người ta ác độc chứ đâu. Bây giờ anh về nhà lấy giùm cho em đi. Bây giờ anh có về nhà nghe nhà nó không? Không mình không đi đường đó mình đi qua hướng đúng rồi nhìn nhau đúng rồi nhìn nhau anh về hướng đó chạy qua hướng không kịp rồi tại 7 giờ em có mặt đó mà 7:30 em hát rồi đúng không 7:30 có mặt chạy không kịp
đi đường cho nó kẹt xe quá. Sáng đi sáng sáng ngày mơ tức quá tôi lên cái bè tôi ngồi kìa kìa bánh hàng nha em kìa. Đó đâu có đụng hàng, trời ơi em là em phải về em thiết kế mới là để em đừng có đụng hàng với mấy bà cô giáo. Ủa cái bộ này là bữa Long An hả chị? Ờ đó đó em coi trong đây có còn nhiều trong đây nữa. Ừ, nếu anh vô được. Con dây em, con dây em. Nhớ con dây màu trắng đó. Chị like cái yếu tố chị đúng không? Ta. Trời ơi. 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 Trời
trước kìa. Bây giờ mấy đứa em đi vô đây đi. Đưa đây. Ủa? Nhưng không có chỗ hả? Công nhận một màu đỏ đẹp ghê nha. Nổi. Thank you.
quát vỗ tay cho anh Lâm nghe hả? Đó, thấy không? À, vâng, lời nói đầu tiên em cũng xin gửi đến kênh của anh Cương Dừa cũng như bà con cô bác có mặt trong buổi tối đêm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ. Dạ, hôm nay chương trình của mình được ghi hình ở trên đài truyền hình Bến Tre luôn, phát trên đài luôn. Ghê không? Trời ơi, bữa quá giờ quá ghê. Dạ, bữa giờ ghi hình chương trình là phát trên kênh em không. Bữa nay á, nghe nói có anh Trương Thăng Long tham gia cái đài phát thanh truyền hình Bến Tre, nói cho tôi lên tôi ghi hình ông đó đi, ông đó hát hay quá. Về phát cho bà con Bến Tre, Bến Tre nghe. Áp lực không? À, em cũng cảm ơn đài truyền hình cũng như khán giả vừa qua đã thương mến ông cũng như ủng hộ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, thôi bây giờ cảm ơn Dung nha. Em với Dung sẽ nhường sân khấu cho anh ha. Và anh gửi cái chất giọng ngọt ngào của anh đến quý bà con quát ha. Dạ vâng. Dạ bà con quát cho anh Lâm một tràng hỗ tay ạ. Xin vừa cảm ơn nhiều. Vâng, một ca khúc sẽ gửi tới quý vị. Một ca khúc, một sáng tác của Ngọc Sơn, Nhà Phòng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Về thì công việc của Long hiện nay sao ạ? Ừ, anh cũng đi buôn bán nên bán thêm hàng rong nữa. Dạ. Trước khi thi thì bán cái số đủ sống, còn sau khi thi thì phải bán thêm hàng rong nó mới đủ sống anh. Không có về tình hình với số bây giờ nó cũng khó khăn lắm, nên nó học cho trả nên là phải bán kèm thêm mới được. Dạ, nói chung là bây giờ kinh tế cũng khó khăn cho nên là bà con bác con mua cái số ủng hộ nên cũng phải cân nhắc ha. Giờ cũng mua, ví dụ đó mua 10 tờ, giờ thì mua thì 2 tờ. Dạ. Nhưng mà hôm nay rất là vui khi bà con bác ở hậu quán ở sau miền Dương rất là thương anh và ủng hộ cho anh những cành hoa, trong đó những có những lì xì. Dạ, cái phần lì xì này em nghĩ anh bán cũng cả tuần lễ mới kiếm được cái số tiền này. Cũng cảm ơn quý bà con bác rất nhiều đã dành tình cảm cho anh Trương Thăng Long ạ. Vâng, một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con cũng như quý vị khán giả cũng như kênh của anh Cương Dừa đã yêu mến Long và ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà bữa nay em thấy anh hát tốt hơn nè. Mà bữa nay sao bữa giờ có đi giao lưu với anh Đàm Vĩnh Hưng sao mà cái giọng cũng giống giống anh Đàm Vĩnh Hưng vậy? Không, hồi xưa cũng đi hát đám tiệc thì nó thật với Cương Dừa là có những khách người ta thích Long hát nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhiều hơn. Dạ. Hát cái giọng thì em nghĩ chắc cũng được 6-10 vậy nha. Về với anh luyện luyện thêm ha. Rồi bố để nhiều khi anh gặp anh Đàm Vĩnh Hưng anh đi hát rồi anh rủ hát xong ca rồi. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn. Dạ, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bác, cho anh một tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Dạ rồi, mời Dung dẫn anh Long vô trong. Dạ, cảm ơn bà con bác rất là nhiều. Và ngay sau đây Cương Dừa sẽ kính mời quý bà con bác mình đến với tiếp một dòng cổ cũng với một người nghệ sĩ tên Long luôn, đó là anh Trung Tử Long và chị Hồng Hạnh. Dạ, bà con bác cho một tràng tay ạ. Cảm ơn bà con bác rất nhiều. Dạ, nhường sân khấu cho anh trai. Cảm ơn em. Dạ. Vâng, cho tay lớn lên đi coi. Lần đầu tiên Trung Tử Long, Hồng Hạnh là người con gái Khmer. À, và bây giờ thì Trung Tử Long cũng nói cho xin chúc cho kênh của Cương Dừa là càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, và đặc biệt hôm nay là có đài phát thanh truyền hình Bến Tre xuống đây để ghi hình để phát lại. Thì những cái cô bác mà không trực tiếp ở đây xem đây thì cứ như mở kênh của Cương Dừa và tiếng hát đã chát phát thanh truyền hình Bến Tre thì xem nha. Thì bây giờ bài hát đầu tiên, Trung Tử Long và cô gái Khmer sao hát một bài hát rất là quen thuộc với Trung Tử Long, để gọi mang tên Công Tử Bạc Liêu. Vỗ tay lớn lớn là cái coi nè. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Cái nhỏ nhỏ ở đây cẩn thận chút chứ. Dạ. Dạ. Hát mà cái tặng. Hát mà tặng tặng bông với chụp hình là làm khoái à. Ừ, vậy đó nữa ha. Bây giờ lên đây đi. Chị Tám. Khỏe không chị Tám? Cho gửi lời thăm dưỡng bảy nha. Lạ ngắt vậy. Ừ. Dính đâu chơi vậy? Ừ. Mà cảm ơn.
Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Má. Rồi. Gì? Con cảm ơn những tình cảm thương mến của cô bác gì, anh chị gì, sẽ thương mến hai đứa con mấy chục năm qua. Dạ, dạ. Cảm ơn các dì dì rất là nhiều. Bữa nay dì đi có dưỡng không? Trời đất là không, sao không dám dưỡng đi ra đi coi con hát. Dạ. Con dưỡng mất núi rồi trời ơi. Em dạ. Tôi thương quá à, dưỡng mất núi rồi. Con cảm ơn dì. Dạ, con xin cảm ơn dì rất là nhiều. Và kính thưa cô bác và anh chị, và bây giờ để trở lại sở trường của Trung Tứ Long, vì Trung Tứ Long là người Sóc Trăng, là người Khmer. Có Khmer không? Nhà gần gốc Me. Dạ, nhà kế bên gốc Me thôi, nhưng Trung Tứ Long là người Việt, nhà kế bên gốc Me mới gọi là Trung Tứ Long là người Việt, nhà gốc Me, mình phải hát cái Khmer. Thì cái nữa. Dạ. Vỗ tay lớn rồi cái nữa. Dạ, vỗ tay xong rồi bắt đầu ăn bông. Ơi, đất ơi, dài quá. Chắc bây giờ thì Trung Tứ Long sẽ hát từ đây mà chạy dài xuống tên dưới luôn. Trung Tứ Long sẽ hát cái một cái lớp chết trọn mà cái gì mà cái người mà cái cặp cái nón lá rồi cái đó gì đó. Cặp nón lá là tuần gì rồi bà con? Đúng rồi, ngu nhìn vậy là thấy cái mặt thấy ngu vậy. Cái mặt ngu quá. Thấy không? Mặt ngu, tôi vừa mặt ngu được luôn. Trời ơi, các bạn, các cô, các chú. Thì cô đó là rất là một điều rất là cảm phục, cảm ơn dạ. Em anh dạ. Thay mặt anh em nghệ sĩ cảm ơn tổng giám đốc công ty Phương Dừa rất là nhiều, cảm ơn anh chị rất là nhiều, nhưng quan trọng nhất là vẫn cần sự yêu thương quý mến của quý bà con cô bác. Dạ. Cảm ơn anh và chị rất là nhiều đã dành thời gian đến đây để hát, để phục vụ quý bà con bác, và hát rất là nhiệt tình. Dạ, những nếu mà ông chê một lần nữa bà con có yêu cầu thì hai đứa em mình tái diễn lại à. Dạ, có được không à? Bà con quá. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Long rất nhiều. Và chúng ta lâu cho chúc tất cả cô chú mình chê lại làm ăn phát tài vạn sự như ý. Xin hẹn lần sau. Xin chào. Xin chào. Một cái không khí thưởng thức chân nghệ rất là sôi động, rất là dễ thương của quý bà con cô bác ở hậu quán Ngôi Sao Biệt Vườn. Cũng có nhiều quý bà con cô bác ở bên ngoài cũng đang xem. Dạ, giống như ngày xưa mà xem đến hát vậy đó. Nhưng mà bà con bác ở ngoài mình cũng lưu ý nha, tại vì ở trong đây cũng hết chỗ rồi, cho nên quý bà con bác mình không có vô trong được. Quý bà con bác mình ở ngoài á, mình lưu ý là mình cẩn thận bóp tiền với điện thoại. Dạ, coi chừng có kẻ xấu người ta tới người ta móc bóp mình ha. Đã có những cái trường hợp đó xảy ra rồi, chứ vừa cũng nhắc hoài. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Và bây giờ để thay đổi không khí, Phương Dừa sẽ mời quý bà con bác đến với một giọng hát trữ tình ngọt ngào. Một cô bé rất là dễ thương, xinh đẹp, đó là ca sĩ Thiên Ngân. Dạ, bà con bác cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, em cảm ơn Phương Dừa rất là nhiều. Và dạ, lời đầu tiên Thiên Ngân xin gửi lời chào tới quý vị. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Dạ, thì đây cũng là lần đầu tiên Thiên Ngân được đến đây để phục vụ cho quý vị khán giả. Thì cũng mong là quý vị khán giả yêu thương Thiên Ngân nhiều hơn và vỗ tay cho Thiên Ngân nhiều thiệt nhiều, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị. Dạ, và ca khúc đầu tiên Thiên Ngân xin gửi tới quý vị một sáng tác của nghệ sĩ Dino Phạm Hoàng Dũng. Ca khúc được mang tên Con Đê Trung Tình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.